Hello, xin chào tất cả mọi người nhá. Hôm nay em sẽ dẫn mọi người đi xem cái quy trình sản xuất cán của bên em nhá, ngay trong xưởng em luôn. Đi. Đây là cửa hàng nhà em đây. Đó, cái này thì em quay nhiều rồi. Hey, mọi người vào đây nhá. Đây mọi người đang rèn đây. Ồn ào quá mọi người ạ, bởi vì trong xưởng này nó rất là ồn ào luôn. Đây là ba cái bác làm mộc, làm bỏ dao mèo đây. Còn anh em bên kia người ta làm dao này. Đây nhá. Đây là cái cán dao này. Đầu tiên là bên em sẽ lấy cái cục gỗ về nó như thế này nhá. Và sau đó là sẽ cho vào, có một bạn ở đây và sẽ cho vào máy. Đó. Và bây giờ hiện tại là có cái máy chạy tự động rồi, cho nên là cái quá trình sản xuất cán nó cũng sẽ dễ hơn. Sau khi mà quay xong thì nó sẽ như này. Đây nó sẽ như này mọi người nhé. Đó. Đây cái này là cái không, cái này là lúc nãy mình đóng khâu rồi, em sẽ lấy cái khác. Đây này. Đó, sau khi quay xong nó sẽ như thế này mọi người nhé. Cán dao như này và lát nữa mình sẽ đóng khâu vào. Đóng khâu của cái này và khoan thủng này và mài via đi. Rồi. Như này luôn đúng không? Đây sau khi làm xong thì sẽ lấy cái này này. Đó. Cộng với cái khâu này nữa. Không có khâu nữa. Cái này là mình phải dùng cái máy này mình ép nhá mọi người nhá. Cái này là cái đầu piston ép hơi để cho nó ép cái khâu vào ấy, nó đều hơn. Nó đều hơn nhá. Thế cho nên cái xưởng của em là bọn em bên em nó sản xuất từ A đến Z, từ cán này rồi là từ lưỡi dao này các thứ cả luôn, cả làm vỏ luôn nha mọi người nhá. Đây. Đấy, làm xong rồi như này mọi người để ý thấy không? Đấy phải kít hết như này nhá, đẹp không? Cái này là cái quá trình mình làm cho xử lý cái đít của cái cán này mọi người nhá, làm cho nó đẹp hơn đấy. Kiểu dạng như là khi mà phôi gỗ vào nó chưa có chuẩn đâu, cho nên là mình phải xử lý cẩn thận đấy. Đây, sau khi mài xong thì nó sẽ tròn như vậy nha mọi người nhá. Đây. Đó, và bây giờ mình mang đi khoan cán. Khoan thật sâu nha mọi người nha. Khoan sâu thì cái keo nó đổ vào nó nhiều hơn cái nước ấy. Như mình trước cái clip em đã làm rồi đấy, nó đổ vào nhiều hơn và nó sẽ khi mà nó sẽ chắc chắn hơn mọi người nhé. Khi mà nó gắn kết với cái lưỡi dao nó sẽ chắc chắn hơn. Còn nhiều
khoan nông thì nó sẽ đơn giản hơn mà nó sẽ không có tốt gì đấy. Còn đây là xưởng em mọi người đang đang làm. Đây sau khi thành phẩm này. Đây là xong rồi nha các bác nhé. Đó, sau khi thành phẩm nó sẽ như thế này, một cái cán dao. Một cán dao sẽ được sản xuất ra như này. Đây là cán gỗ mun nhé mọi người nhé. Và bây giờ chỉ là cho lắp vào lưỡi dao thôi và tra cán thôi nhé. Đây, đây là xưởng của em đây. Mọi người đã xem qua xưởng của em rồi đúng không? Đây là công đoạn gói bọc đây nhé. Bên này thì bạn này là anh này, anh bạn này là bạn đang đóng cán đây, đang đóng sản xuất cán đây. Còn anh là anh chuyên làm vỏ dao mèo này. Bên trong kia có một anh chuyên làm vỏ dao mèo luôn, mọi người đã cùng trong này. Cảm ơn em nhé. Thôi nhá, xin chào các bác nhá. Đây là cái quy trình mà sản xuất cán của bên em. Còn bên khu vực bên này là anh em đang làm bài dao các thứ đây. Thôi, em quay cái xưởng của em đến thế thôi. Đến cái quá trình sản xuất cán của em thế thôi nhá. Xin chào tạm biệt các bác. Mong các bác follow em và cả đăng ký em kênh em để theo dõi những cái clip tiếp theo nhá mọi người nhá. Xin chào tạm biệt.